Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của em luôn nha mọi người. Thì sẵn hôm nay nè, đó thì dự định của em á là sửa xong lại ba cái hồ nè để chuẩn bị nuôi là ba bé nữ hoàng á. Nhưng mà không biết là tài chính có ok không, nhưng mà để em sắp xếp coi là ok, nhưng mà thì em sẽ quay lại cho mọi người xem luôn nha. Đó thì cái việc đầu tiên á là em sẽ chơi qua phong trắng nha anh em. Đó, chơi qua mấy con nữ hoàng mini phong trắng. Đó, với lại là em phong trắng này em sẽ đi với lại nền đen, với lại là nền sạn gốm ceramic á, thì hôm bữa là có còn dư lại thì em sẽ chơi một hồ thôi. Ở cái một hồ này thì em sẽ đi full trắng luôn, rồi tấm đá dưới thì không có dán lại, em sẽ đổ nền lên anh em thì cũng được. Còn qua hai cái hồ bên đây thì chắc để coi, nó nếu mà một hồ này tại vì em tính là có 3 kg nền nhâm thạch nhĩ indo màu đen anh em, xong nếu mà còn dư thì em sẽ rải qua bên đây, còn không thì hai hồ này em sẽ tái sử dụng lại để chơi qua luôn cái nền sạn gốm ceramic nha. Đó, thì sau đây thì em sẽ bắt đầu là đem rửa mấy cái hồ này, em mới vừa rút xong mấy cái ống nước ra nè nè, rút hết mấy nước ra xong rồi bây giờ em sẽ tiến hành là chùi mấy cái hồ, với lại là rửa ba cái sạn gốm ceramic nè, mấy cái chỗ nè, mấy cái vật liệu lọc với lại cái bông lọc mà tự chế của em đó nè, nó còn cái ống hút nè, còn đây nè, nãy là em hút ra nè nè, đó, hút ra ba hồ thì nó sẽ là được nhiều đây nè, nhiều đây sạn gốm ceramic. Thì bây giờ thì tiến hành là em sẽ sử dụng qua là cái nền nhâm thạch đen nha. Em sẽ rửa, sẽ đem rửa cái nền nhâm thạch đen này. Rửa nền nhâm thạch đen này để lót vô trong cái nền đó nè. Để chờ em xíu để em đi lấy mấy cái con dao, cái gì đó để cắt ra nha. Đây nha mọi người, thì bắt đầu thì sẽ lấy cái kéo mình cắt ra. Tại vì quay có một tay anh em nên là anh em không cảm cho em nha. Thì lấy kéo cắt ra xong rồi đổ vô trong đây để đổ nha. Nói chung là nếu mà được thì anh em chơi qua cái nền nha, indo nè, nó thì nó cái tỷ lệ mà lọc á, tại vì nó là nhâm thạch nó anh em ha, nó có để nè nền nhâm thạch indo, nó sản xuất tại indo nè anh em. Thì anh em mà chơi qua thì nó cũng giống như là vật liệu lọc mà nền nhâm thạch vậy nè, nhưng mà cái loại này là loại nhuyễn hơn, thì anh em trải nghiệm thì nó sẽ được ok hơn nha. Em mở cho nó bơi vào một tí thì nó cái tỷ lệ lọc nước rồi nó sẽ ok hơn, giống như nó cũng giống như là về mà nhâm thạch mà nó cứ cục hoặc là lọc nha, nhâm thạch đó nha, mình cũng giống giống là ngán vậy. Mà em sử dụng luôn để em cho anh em xem coi là nó có giống với lại nè sàn gốm ceramic luôn nha. Cái này nè, cái hạt nó nhuyễn nhuyễn như vậy nè, thì nó cũng từ là mấy cái nhâm thạch kia anh em, nó xài nhuyễn ra. Còn cái này cũng là sạn gốm ceramic mà loại nhuyễn á, thì anh em nhìn nó cũng na ná giống nhau nè. Còn cái này nhìn nó kiểu giống nền nhâm thạch đỏ indo á nè, nó cũng giống giống nhau vậy nè. Còn đây nè, đây là cái nền nhâm thạch indo á nè. Ok nha anh em. Đó, thì bây giờ thì tiến hành lấy cái ống dây và em rửa. Nhưng mà cái nền này thì anh em rửa xong cũng cái tỷ lệ lọc nước cũng ok lắm, cũng nhanh lắm, chứ không như là nền sạn gốm ceramic xả nước vô rửa. Cái này được cái thì nó lọc nước rồi nó sẽ ok hơn, với lại chỗ trú ngụ vi sinh đó, thì nó sẽ hiệu quả hơn so với lại nền sạn gốm xíu, theo em đánh giá là như vậy. Tại vì em cũng đã trải nghiệm qua rồi thì em thấy nó kết quả nó sẽ hiệu quả hơn so với sạn gốm ceramic này. Sạn gốm ceramic thì anh em sử dụng một thời gian ấy, thì nó sẽ bị lóng lại ra cái phần cái màu ấy, cái màu mà màu đỏ 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 của khi mà anh em xả ra nó có cái kiểu như cái nước nó bị đỏ 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 anh em. Thì khi mà anh em xài lâu dài ấy, thì nó sẽ hay gặp cái trường hợp đó, thì nó sẽ lắng xuống dưới trong cái hồ của anh em, nhìn nó đỏ chét à. Cái hồ nãy là em đã cái kiểu như mà nãy là em đã lau rồi, chứ không à em quên quay lại cho mọi người xem, chứ không à, em quay lại thì mọi người sẽ thấy rõ lắm, nó kiểu như nó ố mà nó đỏ luôn á, nó đỏ mà kiểu như mình giống như mình sơn vậy anh em, nó dính lại ghê lắm. Cái đó là nãy là em đã rửa sơ qua rồi nên là nhìn nó sẽ đỡ hơn, chứ không mọi người nhìn thấy ở dưới cái tấm đá á nó đỏ lắm, nên là nếu mà được thì em chơi qua cái nền này hiệu quả hơn. Bây giờ với lại là bây giờ mấy anh em đầu tư TikTok đó thì cũng đang xài qua mấy cái nền này nhiều, với lại mấy ông anh của em cũng đang xài qua mấy cái nền này nó hiệu quả lắm.
Ok, chờ em xíu để em quay xong cái rửa này xong rồi em sẽ quay lại cho mọi người xem và bỏ vô luôn nha. Đây nha mọi người, thì nãy giờ thì em cũng đã rửa đâu đó nó sạch rồi, thì bây giờ em sẽ tiến hành đổ vô trong cái hồ nha. Đây đã nhuyễn cực kỳ nhuyễn luôn, chưa cũng ok lắm. Này em nghĩ chắc được 2 hồ luôn. Chắc cỡ được 2 hồ. Nếu mà chơi lớp mỏng cỡ được 2 hồ luôn. Ở dưới đây em có để cái lỗ này không? Cái nước nó xuống cho nó chảy ra. Để coi thử có đi vừa chưa. Xíu nữa chưa đủ. Mấy cái hồ mà để lâu nha anh em, đóng vào cái cặn canxi lên nè. Được 2 hồ luôn nè, cũng ok đấy chứ. Nếu mà tính ra hồ nó có 1 ký mấy rồi, chưa tới 2 ký mà. Cái hồ này là hồ 433 nha nè, mà chưa tính ra chưa tới được 2 ký rồi. Này tại em gãy lớp mỏng á, chứ mà nếu mà gãy lớp dày rồi thì nó không tới được hồ rử rồi. Đây là mình sử dụng qua cái đèn led dây này nè, đó là led dây thường à, không sử dụng qua mấy cái đèn màu này hết, chạy đơn giản đỡ tốn tiền, tại vì đâu phải là cá mở đèn suốt đâu nè, nên là em không có mở đèn nhiều, nên là ví dụ như khi mà ngắm cá hoặc là cho cá ăn gì đó em mới mở lên, nhưng ít khi nào mà em cho mở đèn suốt 24/24, tại vì nó hao điện, với lại là cá mình làm phơm ấy nè, nó không có được hiệu quả lắm. Rồi, để em cạo ra cho nó bằng nha. Này thì chơi lớp mỏng anh, không có lớp dày, vừa đủ tầm. Còn nếu mà anh em nào mà chơi mà kỹ hơn xíu thì cho nó dày xíu thì nó ok hơn nha. Tại khi mà cá mà nó lỡ như mà nó có ấy anh em, nó cũng không có bị sói, với lại là anh em chơi anh em dán cái nền cái tấm đề can dưới lớp đáy lại luôn để cho nó được ok hơn nha. Đó, còn em thì em không có dán, nên là chơi cho nó vừa đủ thôi, tại vì cá mà anh em không có quan trọng gì lắm về cái này thì nó chỉ phụ thôi, chủ yếu là chế độ anh em cho nó ăn như thế nào, có hợp lý hay không, cá nó hấp thu tốt được hay không anh em. Còn dư mấy cái này như đây còn dư, nó chắc không biết là làm đủ cái hồ không nữa, chắc không đủ quá, thôi thì để cho nó 2 hồ đi nè, cho 2 hồ thôi. Gói gọn 2 hồ thôi là được, để mất công rồi qua hồ bên kia nó thiếu lận dở luôn, thật lắm. Đây đầy cho nhìn xíu rồi,
Để tránh mất thời gian của mọi người thì bây giờ thì tiến hành qua luôn tới thành gốm ceramic nha. Cái này là em chơi loại nhỏ nhất nha nè, cái loại mà giống như hồi nãy em quay cho anh em xem á, là cái loại giỏi nhất. Cái này không có gì múc, múc một tay đỡ luôn. Nãy giờ thì em cũng đã làm xong rồi nè mọi người. Đó, thì trang trí rồi là xảy cái lúc nào nữa. Thì mọi người thấy không, cái viên này nó cực kỳ nhỏ luôn nè. Còn cái viên bên đây nè, đó thì nó sẽ cực kỳ to luôn. Và bây giờ thì tiến hành là đi vô nước nha. Nhưng mà cái vô nước là cái khâu quan trọng nhất, là anh em mà muốn mà nó không có bị dơ và nó không, cái nguồn nước của mình nó trong hơn đó, thì anh em sử dụng qua giúp em là miếng bịch nha. Mình lót vô đó, anh em lót vô và để cho nó chạy qua cái lớp bịch như vậy nè, thì cái tỷ lệ mà nước của anh em khi mà nó chảy ra thì nó sẽ trong hơn nha. Lúc nào cũng vậy, thì khi mà em có lót mà qua lớp nền gì đó thì hầu như là em sẽ chơi qua cái cách như vậy này nè, cái nước nó sẽ cực kỳ trong luôn. Đó, anh em thấy không đó, để cho anh em xem luôn và coi cái quá trình rồi là nước nó xả, sau khi mà nó xả xong anh em coi là nó nước nó có trong hay không nha. Đó, qua cái nền nhầm hạch này với lại là cái sàn gốm ceramic này nè em, đó thì cái này là đã tái sử dụng lại thì tất nhiên là nó sẽ trong rồi, mình đã rửa đâu đó sạch qua rồi hai nước biết bao nhiêu lần rồi đó, thì nó sẽ trong hơn so với lại mấy cái nền này. Nhưng mà cái nền mới cái này đó, anh em thấy không, cực kỳ trong luôn nè đó. Và hồi nãy á, em có nói với anh em á, là cái bụi mịn đó anh em, đó này hút ra nè anh em thấy không, nó đóng nguyên một đường dài luôn nè, nó từ trên đây nè mà dài xuống tới dưới kia luôn nè anh em. Đó, nó chảy theo đường nước á, nó dài xuống tới dưới kia luôn. Đó là anh em là biết là cái độ mà dơ của cái sàn gốm mà khi mà nó ra anh em là nó cỡ nào. Đó. Còn đây là nước mà em châm vô nè, và có cái lớp bịch á thì nó đỡ bị xói, cái nó ra được cái nước dơ anh em. Đó thì nó sẽ hiệu quả hơn nè, nước thì trong luôn. Ok lắm nha. Đó. Còn tình hình của mấy bé cá này á, thì ở dưới đây nè anh em. Em đang chơi con mấy con mà trăn trâu đen á. Cái con này bây giờ nếu mà tính về cái độ tuổi của nó là chắc cũng phải cả năm anh em. Bỏ vô trong cái keo này nè. Cái này là cái keo cá beta anh em. Nó nhỏ xíu à, nên là nay chắc cả năm rồi mà. Cái size nó cũng có nhiêu đây. Nó nguyên một bầy luôn nè. Nè, một keo nè, đợt trước là em cho thằng em hết con rồi. Còn lại là một keo nè, hai keo nè, ba keo nè, bốn keo nè, năm keo nè, sáu keo. Đó là sáu keo, sáu con trăn trâu đen mà này chắc gần cả năm á, phải đúng là gần cả năm anh em. Đó mà cái size anh em thấy không, đó, cái này chắc cỡ size 8-9 là dữ lắm. Mặc dù mà vẫn cho ăn nha, vẫn cho ăn uống bình thường, không có kiểu mà ép size đó, nhưng mà nó vẫn không lên size, tại vì cái chỗ nó nhỏ quá anh em, nên là cá nó phát triển gì size chậm lắm. Còn trên đây nè, đó đây là bé Barito này nha, Barito và mấy con đây nữa nè, con Barito 5 con nữa nè. Hôm bữa chưa có mấy anh em kêu em cập nhật lại chuẩn bị ra form á, thì đây nha anh em. Đó, còn bên đây là con Yellow Rio, còn dưới đây là con Cabot nè, còn con Bull, con Bull bữa mới dời hồ quá anh em. Nó từ ngay ba cái hồ bên đây nè, ba cái hồ phía đây, con Bull với lại con Sambit á, em già qua đang bị stress nằm đã luôn. Còn con mấy con bên đây nữa nè, mấy con này thì bình thường ít khi nào mà em đụng tới đó, nên là nó kiểu bỏ bê anh em, nó không có được ok cho lắm. Còn bên đó nữa kìa, có con cá mà hôm bữa chị nắm anh em với lại bị đục mắt này, bây giờ nó đã ok lại nè. Đó, anh em thấy không, nó vẫn còn cái đường nắm mèn sơ, nhưng mà cá nó đã lanh lợi trở lại rồi, cũng ok lắm. Còn trên đây nữa nè, mới vừa mở đèn lên một phát cái stress nó nằm đáy luôn. Đây nha anh em,
Đó, nước thì sau khi mà chấm vô này, để em tắt. Rồi, tiếp qua cái hồ thứ hai luôn nha. Lấy cái bịch qua này, không có cái bịch là nó ok lắm. Có cái bịch thì nó đỡ bị xói mòn cái nước anh em, thì lúc đó cái hồ của mình nước nó sẽ trong hơn, còn không thì anh em cái kiểu như nền nham thạch này anh em thì nó cũng mau trong lắm, tầm cỡ nửa tiếng sau là theo em là nước nó đã trong trở lại rồi. Đây nè, anh em thấy không, nước cực kỳ trong. Thì cái này anh em sau khi mà chăm nước, cái nào cũng vậy, sau khi mà chăm nước đâu đó ok rồi thì anh em cứ chăm kèm theo cái vi sinh vô để cho cái hệ vi sinh trong hồ anh em, tại vì nước trong nguồn nước thì nó vẫn có, nhưng mà nếu mà riêng về nước máy thì nó không có, còn mà riêng về mấy cái nước giếng đâu thì nó sẽ có, nhưng mà vi sinh nó sẽ không bằng. Còn anh em muốn chăm ổn định vô hơn thì anh em có thể chăm kèm theo vô xíu, nếu mà đang chơi về cái lóc thì đây. Thì bây giờ thì tiếp theo là qua cái nền sàn gốm ceramic luôn nha. Đó, thì nãy giờ thì hai hồ này anh em, thì sau khi mà em rải xong nè, không biết là ở trên video anh em thấy nó có được trong hay không, chứ mà ở ngoài nó cực kỳ trong luôn nè. Hai hồ nha. Và tiếp qua bên đây là cái hồ là sàn gốm ceramic. Thì sau khi mà em sẽ xả xong thì em sẽ lắp vô là mấy cái án làm kia rồi ta. Đây, em sẽ lắp vô mấy cái lọc chế của em nha. Lọc chế này cũng cực kỳ ok luôn nha, khoảng một tầng thì anh em thay cái này nè, anh em gỡ dây ra thay một lần, đem đi giặt hoặc là tái sử dụng lại vẫn được nha. Nó cứ một tuần thì thay một lần. Còn mà qua mấy cái lọc giống vậy nè, thì khi mà anh em mà sử dụng thì tầm một tháng thì hoặc là hai tháng, khi mà cái tấm này dơ với lại là nó hút ra được nha, mấy cái nó dơ thì mình đem mình giặt cái đó, và sẵn mình giặt luôn ở mấy dưới luôn, nhiều khi nó lắng xuống dưới anh em thì mình đem đi giặt luôn đó, còn không thì để cho nó lâu lâu xíu cũng được đó, giống y như là mấy cái ở trên này nè đó, anh em thấy không, cái này là em chưa thay do là chưa có thời gian anh em đó, chưa có thời gian để thay nên là để vài bữa xong ok thì cái này nè, làm xong mấy cái này thì em sẽ đem đi đó, mấy cái đó đem đi giặt luôn. Nói chung là mấy cái đó thì anh em chế anh cũng đơn giản lắm anh em, chỉ cần là gỡ mấy cái này nè đó, khi mà anh em làm thì anh em cột mấy cái cọng dây này vô này nè. Đó, anh em cột mấy cọng dây này vô rồi xong rồi đem đi giặt xong rồi cột lại, chứ đừng có lấy mấy dây rút, nếu mà dây rút cũng tốn tiền hơn xíu nhưng mà nó nhìn nó thẩm mỹ đẹp hơn. Ở thì anh em cũng có thể sử dụng qua, hồi chờ em xíu để mấy cái này xong rồi em sẽ quay cho mọi người xem luôn nha. Đây nha anh em, thì nãy giờ thì cũng đã chăm đâu đó nó ok rồi nè, và sẵn là có gắn luôn mấy cái cục bông lọc nhưng mà chưa có chỉnh lại nữa nè, mấy cái bông lọc này lọc tự chế luôn nha. Đó, và sau khi mà chăm nước ok thì anh em mà đang nuôi về cái lóc thì có thể chăm chai OBO trên cái lóc, còn không thì em đang nuôi rồi mấy cái này mà chai OBO trên cái lóc hết rồi anh em sẽ sử dụng đỡ qua chai này nha. Bữa giờ cái chai này sử dụng chưa hết nữa, chăm trong hồ để cho cái hồ của mình nó tái tạo vệ sinh rồi thì nguồn nước mình được ok hơn nha. Chăm một xíu thôi, nói chung là chăm dư giả cũng được, tại vì cái chai anh em, chai này xài cho nó mau hết càng tốt nữa, để có mấy cái chai vi sinh mới về, mấy vi sinh OBO đó vô chiên cái lóc anh em thì mình sử dụng nó sẽ hiệu quả hơn nha. Đó, và hẹn anh em ở mấy video sau, thì khi mà cá về em sẽ cập nhật lại cho mọi người xem luôn nha, đó, tình hình của mấy cái cá như lại là của mấy cái hồ này luôn nha anh em. Đó, hẹn anh em ở mấy video sau nha. Nếu mà anh em nào mà thấy video này hay thì cho em xin một like nè, đăng ký kênh để kênh của em càng ngày càng phát triển hơn nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye.